18 năm sinh sống tại Việt Nam, ông Shin Dong-gon rất quen thuộc với việc mua đồ ở các cửa hàng tiện lợi. Chi phí sinh hoạt phải chăng là một trong những lý do chính khiến ông chọn Việt Nam để định cư lâu dài. Ở S là bao nhiêu tiền nhỉ? Của anh hết 635 635. Năm ngoái tôi quay lại Hàn Quốc thì ở đó 200.000 chỉ ăn được một món. Còn ở Việt Nam, với số tiền này được một bữa ngon và đầy đủ. Các quán bún chả, bún nem, bún cá, vịt quay cũng rất ngon và rẻ. Tôi cảm thấy mình như người Việt Nam vậy. Tất cả đối với tôi đều rất tốt và tiện lợi. Theo khảo sát của Internation, mức độ hài lòng của người nước ngoài về mức lương và chi phí sinh hoạt của họ là chỉ số được đánh giá cao nhất của Việt Nam. Xếp hạng quốc gia của chúng tôi dựa trên cuộc khảo sát trực tuyến có tên The Expert Insider. Năm nay, hơn 12.000 người ở 172 quốc gia tham gia khảo sát, trong đó gần 100 thành viên đến từ Việt Nam. Có 5 chỉ số chính và 56 yếu tố nhỏ hơn để đánh giá, và người tham gia khảo sát sẽ chấm điểm từ 1 đến 7 cho mỗi yếu tố. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được nhận định là nơi đáng sống bởi hai tiêu chí, dễ dàng tới định cư và môi trường làm việc. Tôi nghĩ người Việt Nam cực kỳ thân thiện, đặc biệt khi họ biết bạn là người nước ngoài và họ thấy rằng bạn cần sự giúp đỡ thì họ sẵn sàng giúp. Thậm chí, mặc dù tiếng Anh của họ không tốt, nhưng người Việt luôn cố gắng hết sức để sử dụng ngôn ngữ cơ thể, làm bạn với người Việt thực sự rất dễ dàng. Tôi thấy đối với người nước ngoài, tìm công việc ở Việt Nam không khó, bởi vì đất nước các bạn đang phát triển rất nhanh và cần chuyên gia nước ngoài trong các dự án. Ngoài ra, có nhiều quán ăn đồ Tây, nên người nước ngoài có thể cảm thấy như đây là nhà của mình. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều yếu tố thuận lợi thì có khoảng 55% người nước ngoài tham gia khảo sát cảm thấy chưa hài lòng với chất lượng không khí ở Việt Nam. Kết quả này một lần nữa cho thấy, dù còn nhiều điều cần cải thiện, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì vị trí là một trong những điểm đến hấp dẫn và đáng sống trong mắt người nước ngoài.